đi các thể trong phòng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào chôn nó nha. Các bạn muốn biết bàn chôn nhà thì các bạn hãy nhớ đón xem hết video của mình nhá. Bây giờ mình sẽ vào chôn nó nha. Thì mình vừa mới mua chai nước về các bạn. Đi đổ. Đi đổ. Đi đổ. Mất là ít là tí pha nước mắm cho nó uống. Đây chai nó. Chó chết luôn. Tay. Không. Tắt.
nhiều mặt nha chị. Hả? Nhiều mặt nha chị. Ủa là rồi. Rồi đi. Chị vậy? Chị. Quay. Ê, chị xí lây đi. Quay. Cái chốt đi. Ủa, phải nhắm thử mày. Nhắm thử. Ủa? Anh nhìn đi. Vâng. Chẳng hết được. Ngồi đi em. Thật ra tao đỡ lúc mày luôn vậy quầy. Áo về. Áo nào nó sạch hết. Áo đẹp ấy. Áo màu mày em thích màu này lắm. Mày cứ thật, có ngay tao cười mày. Thế á, sợ nhỉ. Tam ba bận ấy. Thì các bạn thấy video của mình hay thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhá. Còn bạn nào có ý tưởng hay thì nhớ bình luận xuống dưới để mình thực hiện, để chôn Hào tiếp nhá. Bye bye các bạn.